Vâng, cảm ơn Đô, xin mến chào toàn thể các bác nhé. Và trong video clip ngày hôm nay thì em rất hân hạnh được giới thiệu những quảng bá đến toàn thể các bác dòng súp hơi mà đơn vị em cũng hết hàng từ Tết đến giờ mới có hàng về phục vụ bác của anh em. Nhà nó rơi khoảng 3-4 tháng gì đó. Đây là dòng súp được nhập khẩu chính hãng, chính ngạch của DBiotic, mã hiệu 115S bác nhé. Đây là phiên bản 2021 bác nhé. Nhà trước đây phiên bản trước nó là phiên bản 115, và phiên bản 115S này sẽ được nâng cấp ở phần từ tính và chất âm, nó cho ra hay hơn, uy lực hơn các bác nhé. Chính vì độ hot của dòng súp này khi phối ghép vào những bộ dàn, có bộ dàn ấy, thứ nhất là nhìn nó rất là sang vì nó gọn, và thứ hai thì nó dẫn súp nó ra nó hay và trong tầm tiền, nên là dòng súp này luôn trong tình trạng là cháy hàng khi nhà cung cấp về hàng. Nếu biết thì cách đây ít hôm thì bên Hiếu Minh là được bị một số anh em là hack mất kênh. Hai kênh là em bị đơ cái mấy kênh mất một tuần. Đây là trong một tuần qua thì thực ra là hàng về rất là nhiều các mã, nhưng vì mới mở kênh được có 2-3 hôm nên là em cố gắng review nhất những sản phẩm mới về cập nhật phục vụ các bác anh em để tổng quan này nó sụp về. Số lượng khá là nhiều nhưng đối với một đơn vị nhập như này là quá nhiều các nhá. Đây là em cho chỉ nhập mấy bác thôi, trong Nam thì em là nhập trực tiếp trong Nam. Và ngoài ra thì em có về thêm con đẩy Martin 36.000 Blut, về thêm 50 chiếc nữa các nhá. Như biết thì một mã thôi nhà em về hàng số lượng khủng nào bác nhìn đây bác biết rồi, hàng chật quá phải để ngoài sân nhà em. Và đây là mẫu đẩy BWK12 Pro, cũng về số lượng cực khủng, hàng chật quá phải để hết ngoài sân, sân hè. Và vậy quay vào quả súp này thì quả súp này nó sẽ phục vụ cho bác với không gian từ 35-40 m², cực kỳ hợp lý, đánh uy lực nó tương đương một quả súp 50, tiếng sạch sẽ trong và chắc các bác nhé. Và cái điều cơ động của súp này, ngoài tính hay nó hay ra, không phải em nói bằng mồm ngày hôm nay, mà thực ra là em đã bán những quả súp này phải biết đến hàng trăm khách hàng rồi, em đã bán ra hàng trăm chiếc quả súp này rồi bác nhé, riêng đến mẫu súp này không của DB. Và ngoài ra thì em thấy một số đơn vị cũng đã bán rất là nhiều, thì những bác nào đã sử dụng của súp DB này có thể cảm nhận về chất âm con này rồi, tiếng rất là hay luôn. Và ngoài cái độ hay của nó ra thì các bác có thấy nó rất là gọn, thiết kế rất là gọn, ở trên nó có hộc để các bác cắm nhé, nó full này. Bên cạnh đây thì nó có tay nắm nhá, hai tay nắm hai bên, nghĩa là quả súp này các bác có thể đặt được nằm ngang, có nằm ngang thì nó có bốn chân này, thì các bác nằm ngang này, cơ động nằm ngang, hoặc các bác đang nằm đứng này cũng được, đứng này có bốn chân nằm đứng rồi. Đấy, rất là đẹp luôn, với giá thành cũng rất là hợp lý. Nghĩa là trong phân khúc những dòng nhập khẩu chính hãng thì quả súp này rất là hợp lý trong tuần vấn đề, nghĩa là có thể nó là giá rẻ luôn cho bác luôn. Đấy, và không dội gì phải chơi hàng bãi, trừ khi bác nào tài chính hạn hẹp thì bác chơi hàng bãi. Đây là em khuyên, vì nên em bên em bán cả hàng bãi thật, vì quả súp này tiếng rất là hay các bác nhá, hàng nhập khẩu chính ngạch. Đây mẫu súp có thể nói là cái độ đẹp của nó là đánh giá rất là cao, hàng nhập khẩu về thì các nhìn nó sẽ không có ba vía nhá, nó rất là chất lượng luôn. Các bác nhìn trên thông số này, đấy mẫu 2021 là DK115S bác nhá, công suất là 500 cực đại đến 2000W. Để đánh một quả súp này các bác, con đẩy cầu của bác phải chơi được khoảng 1000W một kênh thì mới đánh được, thoát được tiếng của quả súp này bác nhá, thoát được hết công dụng của súp này với công nghệ của USA, sản xuất tại Made in China bác nhá. Đây hàng nhập khẩu chính ngạch thì bác nhìn cái mã code nó này, QR code này, tín hiệu vào tín hiệu ra, tôi nhận 99 dB, giải rất là sâu, cái tiếng bát nó sâu bác nhìn này, 38 Hz. Bình thường những con súp bình thường ấy thì độ giải nó chỉ xuống khoảng 40-45 thôi, con này xuống đến 38, nghe tiếng súp nó xuống cực kỳ sâu luôn, đến 200 Hz, cực đại từ đây là 2000W, độ chuẩn 8 ohm, một con súp đánh cực kỳ lực, khỏe. Ở bên cái tổng quan em review thông báo hàng về thôi, còn đối với ghép với quả súp này hết test thì đã quá nhiều video rồi, số lượng súp em bên Vinh về hàng cũng như là số lượng đẩy về hàng của bác anh em trong một clip ngắn review các bác. Thì anh em có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp đơn vị Hiếu Minh tại hai cơ sở nhé. Em đang chào bán mức giá súp với hai quả súp này, giá rất là tốt luôn. Qua số điện thoại đây hoặc đến cơ sở bên Hiếu Minh là 364 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội, hoặc 76A Lũy Văn Bích, quận Thành phố Hồ Chí Minh. Thì như các bác được biết thì tại hai cơ sở bên Hiếu Minh là cũng vẫn đang nhận đổi cát và nâng cấp cho bác tất cả các sản phẩm. Không riêng gì đối với sản phẩm súp hôm nay, các bác em được nâng cấp cho bác. Ngoài ra tất cả sản phẩm âm thanh từ đẩy ống suất, loa, lọc lén lâng, micro, loa bãi, loa mới đều được các bác nhé. Và xin thân ái chào tạm biệt tất cả các bác nhé. Một clip thông báo hàng về.